À. Được tặng một cái kìm chuột này. Mấy 1.3 triệu. 1.3 triệu cả. Vâng, toàn hàng đắt mà anh. Đồ này có phải đồ ấy không? Chuyên dụng. Đấy, nó phải có hộp như này. Ui, cứng đấy. Đấy, hàng lúc nào cầm đi rồi anh con này giống con máy hàn ấy. Okay.